Nay đi làm trong vườn lại đi lang thang à. Mấy cái gì bờ ruộng xem có cây gì đẹp không, đào về làm cây anh em ơi. Chỗ này có cây ổi quả sai quá, quả to nhá. Chín rồi. Đi thế này nó thành một thói quen anh em ạ. Ngấm vào máu, bây giờ tôi ở nhà tôi chả chịu được. Rảnh một tí là đi. Tôi đi thế này nhiều anh em chơi cây to đấy, thích chơi cây to đấy. Thì anh em cứ bảo là tôi vào rừng đào những cái cây to đẹp mà chơi. Nhưng mà thật sự là tính tôi là rất thích chơi những cây bonsai anh em ạ. Cây nhỏ nhỏ thôi, vừa tầm thôi. Mấy cả mình làm những cái video chia sẻ này anh em ạ, là tôi chia sẻ là mình chơi cây trong tự nhiên, nhưng mà những cái cây mà nó phải ở trong vườn nhá anh em nhé. Chứ còn không vào trong những cái khu rừng tự nhiên là cái vấn đề tôi nhắc lại nhiều lần rồi anh em ạ. Vào từng tự nhiên khai thác thì cây to đẹp rất nhiều, nhưng mà đấy là vi phạm anh em ạ. Những cái cây mà họ chặt như này, những cây nào chơi được thì mình đào. Là những cái cây mà họ chặt đi đấy, họ không sử dụng ấy. Những cái cây mọc dại anh em ạ thì mình mới đào, còn những cái cây mà như cái ổi mà cây me hoặc cây me nhà người ta trồng ấy, hoặc là cái khế. Những cái cây đấy thì mình vào mình phải xin anh em ạ, hoặc là mình mua. Đây là đây có cái cây bản năng tôi moi ra rồi. Cái cây này thì không cần phải xin anh em ạ, tại vì cái cây này là người ta mới chặt đây này. Cách đây hơn một tháng là người ta chặt trụi vậy đấy anh em ạ. Giờ nó lại lên mầm. Những cái cây này thì mình đào được đấy, toàn bộ nằm trong vườn điều hết anh em thấy không. Còn quy định về khai thác cây thì anh em nào mà làm cây to thì anh em phải đọc kỹ cái quy định của pháp luật. Họ cây thân gỗ là nó phải có nguồn gốc anh em ạ. Cây kích thước to đấy, khai thác tầm bậy tầm bạ chết đấy. Giờ cho tôi cắt cái này ra, tôi đào cái này để anh em xem cho vui nhé. Cái này chỗ này không có ngay cái tổ kiến này anh em. Cắt cái này thì phải chịu ngứa thôi. Để tôi tắt máy đi xong tôi đào lên rồi quay lại anh em xem. Cây lên rồi anh em, lũ hết rồi. Giờ mang rửa đây này anh em, rửa cho sạch. Đây rồi anh em, mang về nhà giờ mang ra cắt lọc đi anh em. Cả mấy cái rễ thôi, cắt cho nó mịn này, mai trồng.